xin chào cả nhà. Bữa nay em giới thiệu cho cả nhà biết cái rau kho đầu tâm của em ha. Ở nhà của em mai luôn á nha cả nhà. Có đầu tâm bé trai với bé gái luôn. Có đồ người ta tâm của người lớn luôn á cả nhà. Nhà của em mai ra luôn nha cả nhà ơi. Nó bé trai bé gái thì sáng nắp, có tay dài, tay ngắn. Bây giờ em giới thiệu cái mẫu em đang có, mẫu tay dài đây nè cả nhà. Đây cả nhà ơi, em bác sĩ nha, chỗ em bác sĩ nha, bác sĩ là bao nhiêu trở lên nha cả nhà, ghi 1 2 3 4 nha, 4 màu, ghi 5 6 7 8 4 màu, nó đủ size chân luôn vậy đó, 9 10 11 12 là 4 màu nha, một cái ghi là 4 màu, một ghi là 4 màu của em ha, lần em bán là 3 ghi vậy đó, 3 ghi trở lên, chỗ em bác sĩ nha cả nhà ơi. Đó, giờ em đang có một cái mẫu đồ tâm của bé gái, tay dài, quần dài luôn, đủ size hết trơn luôn nha, đủ màu hết trơn luôn cả nhà ơi. Rồi tiếp theo là đồ tay ngắn, tay cánh tiên, nó nhiều mẫu nhiều hình lắm cả nhà ơi. Cái này là tay ngắn cánh tiên gì nè cả nhà, mà nhiều hình lắm luôn nha cả nhà ơi. Em cũng bán là 3 ghi trở lên, là 3 ghi là ghi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, là 3 ghi là từ size nhỏ cho tới size lớn. Em có ghi size SML nữa đó. Ví dụ như chị em mà có mua rồi đó, mà thiếu cái số nào thì chăm thêm số đó cũng được luôn nha cả nhà. Cứ liên hệ với em là 0909 060677. Đó, mỗi một bao của em là một hình nó khác nhau đó. Mỗi một bao là một hình khác nhau, có hình khác nữa là trong đây nè, 2 hình 3 hình vậy đó. Mỗi một bao là nhiều hình lắm nha cả nhà ơi. Cái này là thú màu nha, còn ở đây là thú trắng đó nè cả nhà. Thú màu, cái nền màu trắng em kia là thú trắng. Ghi này là 1, 2, 3, 4 nè. Nó có sắc nách nữa, để em mở cái kiểu sắc nách cho chị em coi. Chỗ của em là xưởng may ra luôn nha cả nhà ơi. Đây, cứ liên hệ với em là 0909 060677. Đây, quay vô, cái này là tay cánh tiên, mẫu tay cánh tiên. Tay cánh tiên, trong đây có một bộ sắc nách nữa, nãy mình mới thấy kiểu sắc nách. Cái này có tay, mà thú trắng thì nó cũng có nhiều hình nữa cả nhà ơi. Thú trắng em cũng có nhiều hình nữa, có dây nữa nè. Nhiều mẫu lắm cả, nhiều mẫu lắm. Nhưng mà mùa này thì bán tay dài với lại có tay thôi. Đó, qua Tết đó, là mùa hè đó thì mới bán dây nhiều ha cả nhà. Ai vô Zalo á, vô Zalo 0909 060677 là em có hình đó. Vậy đó. Ví dụ như chị em nào thiếu cái này là dây mà thú màu. Dây mà thú màu ha, có nhiều hình trong đây nè. Quá trời hình luôn. Nó size từ đủ size trơn luôn, có size SML lớn nữa. Cây này là màu hồng, màu đỏ, màu sen. Nói chung là em có chụp hình, em đăng Zalo á cả nhà. Có cargo, hình cargo nữa. Nó không lên nổi nha. Quá trời nhiều hình luôn. Em may quanh năm suốt tháng luôn cả nhà ơi. Đồ tôm của bé gái, bé trai. Bé gái, bé trai để mình giới thiệu hàng bé gái trước cho nha. Quá trời nhiều hình luôn nha. Đây. Nhiều hình lắm cả nhà ơi. Bé gái dữ lắm hình luôn, một bao của em vậy là nó nhiều hình trong đây nè, có hàng size nhí nữa, size nhỏ nhỏ nữa đó, nguyên vậy nè, dài dài đó ha. Còn đây là đồ tôm của người lớn, may suốt năm luôn vậy đó cả nhà, đặt hàng lúc nào cũng có hết trơn á, mà bông mới thường xuyên luôn. Cái này là đồ tôm nhung của người lớn. Để mở ra cho cả nhà coi luôn ha. Đây. Mà nhiều tay lắm nha cả nhà. Cái nhiều kiểu tay á, quần lửng, có quần dài có luôn nha cả nhà. Có tay cánh tiên nữa. Đây là bé trai nè. Bé trai từ 25 kg cho tới 40 kg luôn nha cả nhà. Đồ tôm.
em mở lên cho cả nhà coi nha. Size SML, XL. Rồi size XL, 2XL luôn. Đó. Cái chai nè. Cái này là có tay, hàng này có tay, có hàng sắt nách nữa. Đây nhà ton. Nhà chuyên sản xuất đồ ton. Chuyên sản xuất ngoài quanh năm suốt tháng luôn nha cả nhà ơi. Không có thiếu món nào hết trơn đó. Đó. Bé trai bé gái nó có loại sắt nách nữa. Để em mở cái sắt nách ra. Đó quần lỡ lỡ vậy đó cả nhà. Khu này là có tay hết rồi. Nó nhiều hình dữ lắm, nhiều hình lắm. Có hình thổ cẩm ở đây. Bên đây chắc sáng nách đây nè cả nhà ơi. Ai nhập hàng thì cứ liên hệ với số 0909 060677. Đây, cái hàng con này là thằng con mới không, mới sản xuất ra không nha cả nhà. Mà em thấy bông nào nó cũng như bông nấy. Nó cũng không phải là qua đợt qua gì đâu. Mai quanh nha, quanh năm, nhà của em là mai quanh năm suốt tháng. Size từ 25kg cho tới 40kg cái nhà bé trai á. Đây cái hình này là hình thổ cẩm. Quay lại gần lại nha. Hình thổ cẩm. Nói chung là hình trắng, hình đen, hình gì tá lả trơn cả nhà ơi. Cứ liên hệ với số điện thoại á, số Zalo á là mình nhìn thấy đủ hình hết. Đó. Có cà tê nữa. Hàng em bỏ trong bọc vậy đó, để không thôi là nó bị bụi á. Ở xưởng ở Cần Thơ. Nhà em là xưởng ở Cần Thơ. Đây. Tiếp theo. Đây là sáng nắp. Con trai. Size số á. Size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em ghi này là 5, 6, 7, 8 nè cả nhà. 5, 6, 7, 8 đó. Đó, 9, 10, 11, 12. Cái này là màu trơn. Màu có màu trơn luôn cả nhà ơi. Đủ màu hết trơn luôn vậy đó. Thấy chưa? Không có thiếu loại gì hết trơn luôn. Người ta bé gái nha cả nhà. Bé gái này là size từ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Một chục là đủ màu. Cái này là em bán chục nha. Vì em nào thiếu số nào thì cứ chăm số đó. Vậy đó. Cái này là quần lỡ. Cầm mở quần lỡ ha. Đây. Có bông bi nữa nè. Ôi tái lạ kiểu. Đó, đây là bé gái size. Cái size số đó, mình bán chục á, một số là một chục vậy đó cả nhà. Đó, quần lỡ vậy nè. Có quần đùi luôn nha cả nhà ơi. Cái này em có mẫu quần đùi nữa đó. Mà một chục của em là đủ màu hết trơn. Thí dụ chị em nào mà có size đó lấy thiếu size số 13 hay thiếu size số 14 hay thiếu size số 18 hay là thiếu số size số mấy thì mình cứ lấy. Vậy đó. Mà lấy ví dụ như là lấy 5 bộ một số gì cũng được luôn nha cả nhà. 5 bộ một size cũng được luôn. Quá trời bông luôn nè. Bông ngàn trùng bông. Một chục gì là 10 bông trong đây luôn nha cả nhà. Quần đùi sau lưng. Hả? Quần đùi sau lưng. Quần đùi sau lưng. À, cái này là size SML. Size SML. Quần đùi đây. Đùi đây nha cả nhà. Cái hàng này là hàng nghiêm nha cả nhà. Em sản xuất ra nha. Đó. Đó, lúc nào cũng có. Đây, quần đùi là nó vậy đó. Quần đùi. Nó nhiều bông lắm nha. Có màu nữa nha cả nhà. Có màu nữa nè. Cái số là nó chục. Bán số là một chục một số. Hoặc 5 bộ một số. Còn size SML, XL một ghi. Thì em bán nguyên ghi. Size SML, XL. SML, XL là size này. Size chung chung á cả nhà. Còn cái size 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 thì nó sẽ là số lớn hơn hoặc là số nhỏ hơn của cái SML. Vì em nào thì mình cứ bán, lấy thử bán. Đó. Đó trời bông luôn rồi. Gái là bông ngàn trùng nè. Như đấy là dữ lắm bông luôn á. Tỷ tỷ bông luôn. Cái này là kho một của em nha. Tí nữa em sẽ giới thiệu thêm một cái kho nữa. Đó đây.
Bên đây là bé gái nhiều ha. Qua kho kia là bé trai nhiều. Rồi, vậy đó. Quá trời nhiều bông luôn cả nhà ơi. Hoặc là chị em nào ở Cần Thơ thì đi tới chỗ nhà em luôn nha. Ở chỗ xưởng may của em luôn. Liên hệ 078 2900, là 078 2000 900. Đó là số của em, liên hệ trực tiếp với lại Diễm Hà luôn. Còn không thôi thì coi mẫu Zalo là 0909 0909 06 0677, là Zalo. Đó. Rồi. Bye bye cả nhà.